Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Chú ơi. Xin chào cô. Chú ơi, sáng nay em chị đi học. Bây giờ hôm nay vô mùa hè rồi mọi người, là em chị sẽ mặc cái đồng phục mới nè, đồng phục cho mùa hè ha cô chú anh chị, thì nó nhẹ nó mát hơn. Giờ tới nhà rồi nè cô chú anh chị, dâu của Kim bữa nay nó chín rồi nè mọi người. Đây nè. Nó đỏ được mấy trái rồi đó. Cái hoa bên này nó nở rồi nè cô chú anh chị. Màu xanh xanh tím tím, xinh ơi là xinh luôn đó mọi người. Dễ thương chưa nè, nhiều lắm. Quá trời một rừng hoa luôn. Xin chào, komba, ko tu, baba di hop. Morning everybody. Here I am in London today. Just woken up after a business meeting last night. Here's my hotel room. The bed that I slept on last night. Little area to work. Place to sit. Wardrobe in the corner. Bathroom. And here's a view from outside the room. Over here, London Bridge. Xin chào bà cô chú, chị đi học về đi. Mẹ Chi Chi lại u mê nữa rồi nè ông bà cô chú ơi. Đi đi vườn hoa nữa. Đây là những cái hoa này Kim mua về Kim trồng. Cái mấy cái đợt treo đó, với Kim mua hai bao đất nữa. Hai bao đất là bao nhiêu ta? 15 đồng là 450 ngàn hai bao đất ha mọi người. Bên đây trồng bông trồng hoa mắc tiền dữ lắm luôn. Cái đất rất là đắt. Kim mua cái hoa đó Kim trồng giỏ này nè, giỏ treo nè. Với lại có cái này nữa. Cái này Kim mua về Kim trồng cải để Kim máng lên trên cái hàng rào á. Tại vì mà trồng ở dưới hả, mấy con xì lất nó ăn quá trời luôn rồi. Nó máng lên hàng rào giống như nè. Đẹp cho mọi người. Cái hoa này nè là một năm nó được nở, nó nở được 3 lần đó cô chú anh chị. Cái hoa này nè, một năm nó nở 3 lần. Mình xài hết năm này tới năm kia đó. Cho nên là Kim mua cái này hán xài bền hết mọi người. Đẹp chưa nè. Còn những cái hoa này nè, cái hoa này là chỉ nở có một lần thôi. Tới mùa đông là nó héo queo là nó chết luôn đó. Cái này cũng vậy, cũng hoa đẹp nhưng mà cũng nở một lần thôi mọi người. Cái này bữa nay Kim có mua thêm một cây dưa leo với lại hai cây bí ngòi và một cây cà chua nữa. Kim không có mua nhiều rau tại vì không có chỗ trồng. Trồng dưới đất là bị xì lất ốc sên con sên gì nó ăn hết trơn luôn nên là không có trồng. Kim đã trồng xong cái hoa này nè cô chú anh chị. Cái hoa này nè, mốt mốt nó cao lên nó nở ra đẹp lắm mọi người. Đây là cái bông của nó nè. Này nó có thể cao đến nó cao là 25 cm và nó có cái chiều cái tán của nó ra tới 40 cm lần cô chú anh chị. Khoảng 2 tuần nữa là sẽ có hoa ha. Đây bây giờ nó đã có nụ rồi nè mọi người. Nó có nụ rồi nè, có nụ nhiều lắm ở trong đây nè. 2 tuần nữa là có hoa. Còn cái hoa này nè, một năm nó nở tới 3-4 lần, là có hoa tới 3-4 lần, mùa đông cũng không có sao. Cho nên là Kim trồng vô trong đây luôn. Tại vì những cái hoa này nè, chỉ nở mùa hè thôi. Mai mốt nó qua hè, mùa đông là nó sẽ chết queo luôn.
Rành cho nên là Kim trồng cái này chung vô để mốt mùa đông á, nó vẫn còn cái hoa này ha mọi người. Đây nữa nè, hai cái chậu này cũng vậy luôn. Cái chậu này cũng vậy, những cái này nó đã nở rồi nè. Cái đây cũng vậy. Cô chú anh chị biết cái cây này là cây gì không? Cây bí ngòi đó mọi người, Kim trồng dưới đất á, và Kim sợ nó sẽ bị con xì lất nó ăn cho nên là Kim trồng trong đây luôn. Đó, hai cây bí ngòi. Đây những cái này hoa đẹp quá chừng luôn nè mọi người. Những cái này mình chỉ chơi có mùa hè thôi. Mùa xuân, mùa hè. Tới qua mùa thu luôn. Nhưng mà mùa đông thì nó sẽ chết. Chỉ trồng là chỉ chơi được có một năm thôi hết mọi người. Còn những cái hoa này nè là nó sống hoài luôn. Từ năm này sang năm kia luôn hết cô chú anh chị. Mấy cái chậu này hôm bữa Kim trồng lúc trước nè. Bây giờ nó đã nở hoa rồi nè mọi người. Nở hoa đẹp rồi đó. Đây Kim máng qua bên đây luôn. Cái chậu này Kim cái cải vô đây rồi. Cái dây đó là cô chú anh chị biết dùng dưa leo đó. Hai cái dây dưa leo hôm bữa Kim trồng ở ngoài kia. Con ốc sên xì lất đang hết trơn rồi. Hôm nay Kim cho nó lên cao nó ở luôn. Có gì mà mốt quá Kim cho nó bò dày qua đây nè. Bò qua hàng rào hả mọi người. Nếu mà sống thì bò, còn lỡ mà ngủm thì thôi. Cái cây hoa hồng bữa nay quá trời nở luôn. Nó nở đợt thứ hai rồi đó cô chú anh chị. Và nó cũng còn rất là nhiều nụ luôn nè. Mê cho mọi người. Cái này hôm bữa Kim nhờ mấy anh thợ mà làm bếp nhà Kim á, khoan giùm Kim mấy cái lỗ trên tường này cô chú anh chị, để gắn mấy cái móc đó vô. Với lại đóng mấy cái đinh đó để Kim máng bên này. Để mai mốt nhà bếp làm xong á, Kim đứng ở trong nhà có thể nhìn ra ngoài cửa sổ để thấy hoa hả mọi người. Hello, ông bà cô chú ơi, em Chi đã đi học về rồi nè. Em đang ngồi em hát nghêu ngao ở trên xe bus nè mọi người. Em chỉ đi học về rồi nè ông bà cô chú ơi. Đây là cái cây ở trong xóm Kim nè. Không biết ai cột cái dây mút trên đó luôn. Xong rồi cột cái cây vô, làm giống như cái xích đu hả mọi người. Được không? Được không? Ghê vậy ta. Mạnh lên. Rồi ra đây cậu. Okay.
mít ngon không? Không biết rồi, sẽ kể nhưng mà you need to try it. It's called Burn Even. This is the one that the hole. You need to try this. It's called I don't even know. So you need to try this. Oh my god, it's so good. No. Yeah. Kim có mua một cái đùi cừu này cô chú anh chị, cái đùi cừu này 6 đồng 83, 488 gram, 14 đồng một ký cô chú anh chị. Giờ nay hai mẹ con Kim sẽ ăn cái này. Cầu tuột ướt hay khô? Nó lấy khăn lau đi con. Khô. Ok. Thank you.
Lấy nĩa lên cho mẹ, lấy muỗng nĩa lên ăn. Này Kim có làm gỏi xoài hả mọi người? Cái này là gỏi bắp cải, cà rốt, hành tây trộn với sốt mayonnaise đó cô chú anh chị. Mà ăn bà con chú. Ăn với con. Ăn với con. Xin mời cô chú anh chị ăn bữa tối với mẹ con Chi Chi nha. Cái này hôm nay không có nước gì chấm hết trơn, mọi người rất là khô khan luôn. Cái bánh này giòn nè. Hồi nãy giờ con lấy giấy lau. Ăn thử một miếng nè hả cô chú anh chị. Cái này á là cái bớp muối á, là nó vừa mặn tới luôn, khỏi cần chấm luôn đó, như vậy ăn vậy được rồi, khỏi chấm nữa. Nên lực. Cái này bắp cải, cà rốt với lại hành tây thôi chú anh chị, sắc nhỏ xong rồi trộn với cái sốt mayonnaise nè mọi người. Thịt cừu nó rất là mềm luôn mọi người. Mà kiểu như này cái đùi á cô chú anh chị, nó có cái bắp á, nó có gân gân nè, nó mềm mềm, nó sực sực mà nó có mỡ mỡ á, nó béo béo, ăn ngon lắm mọi người, không biết tả làm sao nữa. Nhưng mà mọi người biết là bắp bò đó là nó có cái gân gân ha, nó sực sực ăn ngon. Lấy giấy hả? Lấy cho mẹ ăn miếng hả? Cái xoài này nó chua chua ngọt ngọt á. Kim mua ở cái shop Tây. Cái xoài cứng nhưng mà gọt ra nó cũng hơi mềm bên trong. Mọi người này Kim chỉ trộn đường với lại nước mắm thôi, không có rau thơm, phải có rau thơm nó ăn ngon lắm. Mà tôi không tin vào vậy kìa. Đúng rồi. Cảm ơn Kim. This table is so little.